đến với channel của mình. À, trong video ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn cơ bản về Bitcoin. Bitcoin ký hiệu là BTC hay là XBT, thì nó là một đồng tiền được mã hóa bởi ông Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mà mã nguồn mở từ năm 2009 được phân mình vào ông này thì um, nó khác gì với những đồng tiền khác um, ví dụ những đồng tiền bình thường như là đồng đô la, đồng uh, euro hay là đồng Việt Nam đồng của mình đi thì phải có một ngân hàng mới được quản lý ngân hàng ví dụ ngân hàng nhà nước Việt Nam này hay là Central Bank ở bên Mỹ chẳng hạn um, và cái cái đồng tiền bình thường ấy thì để gửi từ người này qua người khác ấy thì mình phải uh, gửi một là gửi bằng ngân hàng này và nhưng mà đồng tiền bitcoin này ấy, thì mình sẽ gửi thẳng từ người này qua người khác ở bất kỳ nơi nào trên thế giới ví dụ mình ở bên anh chẳng hạn thì mình có thể gửi về việt nam thẳng luôn không có người trung gian uh, rất là nha yeah, không có người công gia không có tốn phí gì hết người thẳng từ người này qua người kia từ mỹ qua anh nó là một đồng tiền gọi là đồng tiền của thế giới ấy. đấy thì đấy là 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 điều chưa chưa có đồng tiền nào làm được như thế mà tất cả cái giao dịch của bitcoin ấy, nó sẽ được lưu lại tất cả những người nào nó đi vào theo đường như thế nào thì nó đều lưu lại hết và trong một cuốn sổ cái, nó gọi là cuốn sổ cái được phân tán trong mạng ngang hàng thông qua công nghệ blockchain thì mình có hiểu hôm nay là, là cái công nghệ này nó gọi là công nghệ blockchain để, để 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 kiểm tra tất cả những cái 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 giao dịch này có nghĩa là ai cũng có thể nhìn thấy được cái giao dịch này và không có ai có thể thay đổi được hết rất không không thể hack được cái 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 giao dịch này ngay cả những người tạo ra được bitcoin Đấy, thì nó rất là uh, an toàn so với uh, những đồng tiền khác bitcoin được ví như là vàng điện tử nhưng mà vàng thì mình không thể chia nhỏ ra được rất là khó để mang đi chẳng hạn bitcoin thì nó có thể chia nhỏ tới 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là satoshi đấy đấy là điều rất là đặc biệt của bitcoin và để khai thác Bitcoin như vàng mình thường là mình phải có khai thác vàng này là kiểu người ta khai thác vàng này còn bitcoin thì khai thác bitcoin bằng cái gì là bằng bằng máy tính điện tử đấy thì như thế rất là dễ hiểu nhé các bạn thấy không đấy, cái này khai thác và bình thường, ở đây khai thác bitcoin, còn rất là nhiều máy tính mạnh để chạy, để khai thác và mình chỉ có 21 triệu bitcoin thôi, được phát hành vào um, cho người ta tính toán là đến năm 2011 à, 140 là hết rồi, không có không có thêm được và bây giờ mình mới là 2021 thì nó mới nó mới gần như là bắt đầu mình đang do đoạn đầu của bitcoin thôi mình có 119 trăm năm đấy, để khai thác nó nó không như vàng là mình có thể khai thác uh, không giới hạn chẳng hạn hay là tiền thì mình có thể in được nhưng mà bitcoin thì đấy nó có giới hạn đây là cái biểu đồ của bitcoin từ lúc nó được uh, tạo ra và được uh, mua bán thì các bạn thấy này này nó giá rất là rẻ trong 3, 4 năm đầu ừ, Năm 2013 là cái thời điểm mà uh, Các bạn hiểu, thấy vì sao cái giai đoạn này nó lại này, nó lại tăng lên không? Đấy Và nó lại uh, Tại vì cái giai đoạn này á sau năm từ năm 2008 09 sau khi mà khủng hoảng ấy thì xảy ra lạm phát rất là nhiều vì chính phủ phải in tiền nhiều nên người ta thấy cái đồng tiền này rất là là có tiềm năng nhưng mà sau đấy nó lại đi xuống lại à, xuống lại ừ. khi mà chính phủ giảm cái cái, cái, cái tỷ lệ um, tăng cái tỷ lệ interest rate ấy, thì cái đồng tiền này sẽ giảm xuống và từ từ nó lại tăng lên lại và đến đến um, để xem đến hiện giờ ấy là nó đã là 34.000 một coin à, từ một coin từ một đồng là... năm 2011 mà bây giờ nó nó đã lên là 34.000 đô rồi nếu mà mình mua một đô một, 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 một chỉ một bitcoin coi thôi đấy à, mình lời không biết bao nhiêu tiền à, thì uh, cái Bitcoin volume market cap là bên, đến hiện giờ ấy, là nó đã 646 tỷ đô la rồi. rất là lớn. Thì có nghĩa là càng nhiều người trade cái, cái hoặc là đầu tư cái Bitcoin này ấy, hoặc là người ta mai được, người ta đào được thì cái market nó càng tăng lên thì nó càng stable hơn tại vì ví dụ như là chỉ cần một người người ta mua rất là nhiều cả tỷ đô bitcoin thì nó đẩy cái giá lên rất là nhanh đấy nên um, nó giá bitcoin nó cứ lên xuống lên xuống như thế ví dụ người ta người ta không thích nữa người ta bán chẳng hả người ta thấy được giá rồi người ta bán cả mấy tỷ bitcoin thì nó, nó thì thường nó xuống rất là nhanh thì vì bây giờ nó cái market cap nó vẫn đang rất là nhỏ đang đang uh, trong giai đoạn đầu thôi, đang giai đoạn đầu. Đấy. đấy vì sao mà mà các bạn thấy là cái giá bitcoin nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống như thế, thì vì nó được thuê, khi mà nó còn nhỏ quá thì nó sẽ rất là dễ thị trường nó dễ biến động, thì càng ngày càng lớn thì nó sẽ càng đỡ biến động hơn. và điều rất là đặc biệt của bitcoin ấy là nó sẽ vì sao trong cái giai đoạn này nó được tăng lên vì 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 mình sau cái năm 2020 có được dịch ấy, thì chính phủ in tiền rất là nhiều. Đấy, thì nó sẽ sẽ xảy ra, ra lạm phát. Cái đồng tiền đô la hay là đồng đất cả đồng tiền nó sẽ mất giá đi. Nhưng mà riêng Bitcoin thì không, không. Nó chỉ có chừng đấy thôi, nó không được tạo ra được nữa. nó có giới hạn. Đấy, vì sao nhiều nhà đầu tư lớn cái giai đoạn này người ta uh, mua cả tỷ 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 đô tiền Bitcoin Đấy. và rất là nhiều công ty lớn người ta bắt đầu đầu tư vào Đấy, đá, nên à, vì sao là Bitcoin nó 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 là cái được ví như lòng tiền duy nhất của thế giới rất là đặc biệt Đấy, đây do đoạn này nó nó lên rất là cao à, video của mình đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like and một đăng ký. Cảm ơn các bạn. Xin chào.